Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ The Watch. Xin chào các shop fan. Và hôm nay đồng hồ The Watch của chúng tôi review móc hộp một mẫu đồng hồ mới về tại The Watch của chúng tôi. Vâng, mẫu đồng hồ này thì cũng ra mắt khá lâu rồi, nhưng đây là một mẫu đồng hồ cũng đang rất là hot tại thị trường Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, được anh em đánh giá rất cao và nhiệt tình đón nhận anh em ạ. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ cùng xem mẫu đồng hồ này có gì đặc biệt và màu sắc kiểu dáng của em nó ra làm sao. Và mẫu đồng hồ này có mã là GM2100 1A laser. Rồi, chúng ta sẽ vào xem ngay anh em nhé. Rồi, chúng ta sẽ bóc hộp em nó nào. Rồi, như thông lệ thì đồng hồ G-Shock bao giờ cũng có những cuốn sách hướng dẫn ở đây. Đấy, đây anh em này, đây là những cuốn sách hướng dẫn bằng đủ các thứ tiếng để cho anh em sử dụng ở đây này. Và đây cũng là một cái cuốn sách hướng dẫn của em nó này, và có một cái thẻ bảo hành quốc tế ở đây. Đây là trong này có một cái thẻ bảo hành quốc tế nhá. Đấy. Rồi, ta sẽ mở em nó xem nào. Rồi, đây là một chiếc hộp chiếc Vân Cát rất là đẹp này. Đấy, rất là đẹp luôn anh em ạ. Cực kỳ đẹp và sang. Rồi, ta sẽ móc em nó xem nào. Rồi, đây rồi anh em ơi. Rồi, mẫu đồng hồ này có gì đặc biệt nào? Rồi, đây là một mẫu đồng hồ nổi đình nổi đám trong thời gian qua đây anh em ạ. Đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế tôi đánh giá rất là đẹp. Này, anh em nhìn xem. Đây anh em nhìn này, rất là đẹp đúng không ạ? Rất là sang chảnh luôn. Đây nguyên siêu anh em nhé, nguyên siêu luôn này, nguyên đài nguyên kiện luôn, mới về tại giờ bắt chúng tôi. Đây mã của em đó là GA2100 1A laser, giá là 7.254.000. Anh em mua online chúng tôi siêu anh em 10%. Và cũng giới thiệu với anh em một chút, đó là đây là cái tem chống giả và bảo hành chính hãng cho anh em. Đấy, thì khi anh em mua thì sẽ quét cái mã QR và vào cái link bảo hành chấm anh quê quát này, và chúng ta sẽ nhập cái mã ở đây. Đấy, ta cào lớp này ra, ta nhập cái mã này vào và sẽ kích hoạt bảo hành cho em nó. Rồi, mã GA2100 này thì cũng không xa lạ gì với anh em nữa, bởi vì đây cũng là một mẫu rất là đẹp và được anh em tín nhiệm rất là cao luôn. Mẫu đồng hồ này thì có nhiều cái chức năng. Đây đây anh em này. Đây, có rất là nhiều chức năng này, sốc reset này, chống nước 200m này, led light này, đây stopwatch này, rồi là watch time này, năm báo thức này và countdown time này. Vâng, mẫu đồng hồ này thì được thiết kế là vỏ là thép 316L này, dây nhựa này, anh em xem này. Đấy, rất là tinh tế anh em ạ. Mặt dial này được đánh xước này anh em này. Vâng, ở cọc số 9 giờ của mẫu đồng hồ này thì có cái kim để chỉ các chức năng để cho anh em chỉnh này. Và có cái màn hình bổn tử để hiển thị ngày tháng thứ cho anh em. Và mẫu đồng hồ này thì có điểm giả quang ở kim giờ kim phút này. Đấy, anh em nhìn này, xanh lẹt luôn này, rất là xanh luôn. Đấy, rất là xanh luôn. Và chức năng của em nó thì có rất nhiều chức năng, giống như tôi cũng vừa cho anh em xem rồi, thì có giờ đếm xuôi, giờ đếm ngược, giờ quốc tế, rất là nhiều các múi giờ khác nhau. Đây phần đèn đây anh em này. Đó, đèn này. Đấy, mặt đáy của em nó đây. Mặt đáy của em nó thì không thể thiếu cái tem vàng của anh Khuê Watt này. Đấy, anh Khuê Watt là gì? Anh Khuê Watt là nhà phân phối thương hiệu đồng hồ Casio tại Việt Nam. Tem chống giả luôn anh em nhé. Và cái tem này được in tại nước Đức nhé. Và in tại nước Đức chứ không phải in tại Việt Nam. Rồi tôi sẽ lên tay cho anh em coi. Mẫu đồng hồ này thì lên tay rất là yêu luôn anh em ạ. Mới xu hướng là ngày thiết kế càng mỏng hơn và tinh tế hơn, anh em đeo nó phù hợp hơn. Đấy, thì lên tay mẫu đồng hồ này thì rất là yêu rồi. Anh em nhìn xem, phải nói là rất là đẹp, sang xịn mịn luôn. Độ dày rất là hợp, giống như một cái mẫu đồng hồ basic thôi anh em ạ. Rất là bình thường. Vâng, đồng hồ G-Shock nhưng mẫu đồng hồ này thì nó cũng khá là vừa vặn với cổ tay, chứ nó không hầm hố. Anh em là có cổ tay cứ khoảng tầm 17, 18, 19, đeo mẫu đồng hồ này rất là ok. Nói chung là tay càng to thì đeo G-Shock càng đẹp. Đấy, để khuyến cáo với anh em là tay càng to thì đeo đồng hồ G-Shock càng đẹp luôn anh em ạ. Nó rất là dễ đeo. Thì mẫu đồng hồ này chống nước những 200m, cho nên là anh em thoải mái bơi lội. Bơi thoải mái đến độ sâu 200m thoải mái luôn. Không có lo lắng gì về vấn đề nước non, bởi vì nó là dòng đồng hồ chống sốc. Đấy, cho anh em thoải mái vận động thể dục thể thao,
đá bóng đấm bóng được hết các kiểu luôn, rồi là thể thao du lịch mọi cái, thì ở Sốc thì anh em cũng về con về thì tôi cũng hướng dẫn để cho anh em chỉnh giờ luôn nhé. Đây đầu tiên anh sẽ nhấn giữ và chớp này, rồi ở đây thì nó đang là múi giờ của Tokyo, thì bây giờ ta sẽ chuyển cho em nó về là BKK, múi giờ là Hà Nội, Bangkok, Jakarta. Đây, ta sẽ tìm về BKK, ta sẽ nhấn vào nút like này. Đấy, xinh rồi, BKK đây. Nó thường là Bangkok, Hà Nội, Jakarta, đó là múi giờ của khu vực. Rồi, ta sẽ nhấn vào nút mode để điều hướng cho nó em nói sang cái mục khác để ta chỉ cần chỉnh sửa. Đấy, về phần dây thì ta bỏ qua đi. Và hiện tại thì đang giờ là 10:54 này. Khi ta bắt về cái BKK thì nó sẽ tự chuyển múi giờ cho anh em luôn. Cho nên anh em chỉ cần đếch thôi anh em ạ. Rồi, 11/4 này. Đấy. Rồi. Đây ví dụ là không phải là 10 giờ mà lại là 11 giờ chẳng hạn, thì ta có thể nhấn vào đây anh em, lên xuống ở hai nút này này. Đây nó vướng cái dây bóng này, ấn nó hơi khó anh em ạ. Đây 9 này, 8 này, 7 này. Đó, ví dụ đây. Đây, 10. Đó, rồi ta lại nhấn vào nút mode này. Đó, thì để chuyển sang phần phút để chỉnh. Nó nhấp nháy ở đâu ta chỉnh ở đấy anh em nhé. Rồi đây, tiếp tục này. Đấy, đó. Vậy. Đấy, thì ta cần chỉnh nó như vậy thôi. Rồi, sau đó thì ta sẽ kết thúc cho em nó bằng cái nút chớp này. Rồi, sẽ kết thúc cái quá trình cài đặt cho em nó. Rồi ta muốn chuyển sang báo thức này hoặc là chuyển sang các chế độ thể dục thể thao khác thì ta lại nhấn vào nút mode để điều hướng. Đấy, ví dụ là ta muốn tìm báo thức. Đấy, ví dụ alarm đây này anh em này. Đấy, alarm này nó đang là 12:00 mặc định này. Thì ta bây giờ ta muốn chỉnh báo thức cho em nó này. Đây ta nhấn giữ này. Rồi, với 12 giờ nó nhấp nháy rồi. Thì ta có thể chỉnh đấy. 1 giờ này, 2 giờ hoặc là 5 6 giờ gì đó thì nó sẽ kêu cho anh em. Đây này. Đúng không? Ví dụ 6 giờ. Rồi, 6 giờ 30 chẳng hạn. Rồi đây, ta sẽ này. Cho nó lên 30. Đây, ta sẽ nhấn vào nút Start này để tăng nó lên này. Rồi, ok, thế là xong. Đấy, khi mà ví dụ ta hẹn được 6:30 rồi ta kết thúc trong quá trình cài đặt này, ta nhấn một phát vào nút áp trước này. Đấy, thế thì lúc 6:30 sáng, buổi sáng thì nó sẽ là kêu cho anh em, nó sẽ báo thức cho anh em nhé. Rồi, mẫu đồng hồ này thì có giá bán rất là hợp lý luôn anh em ạ, có 7.254.000, bảo hành 5 năm tại hệ thống đồng hồ Casio toàn quốc luôn, cho nên là anh em khi mua về sức khỏe được của chúng tôi thì anh em hoàn toàn yên tâm nhé, không phải lo lắng gì về các chế độ bảo hành của thương hiệu đồng hồ Casio nữa. Vâng, đi kèm với sản phẩm thì bao giờ có chiếc hộp đây. Đấy, một chiếc hộp và là vân cáp rất là đẹp này, và hộp giấy này, sách hướng dẫn này, đó rất là chuyên nghiệp luôn anh em ạ. Rồi thì hiện tại mẫu đồng hồ này đang được bán tại đồng hồ Giấc Vắt của chúng tôi đây, thì có địa chỉ tại tầng trung tâm thương mại The Garden này, đường Mỹ Trì, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội này, tầng hầm Mixing Savico Long Biên này, số 7 số 9 đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội, và có địa chỉ website. Ví dụ anh em không thích mẫu đồng hồ này, anh em có thể thích mẫu đồng hồ khác thì anh em có thể lên website của chúng tôi để xem những mẫu đồng hồ khác anh em nhé. Và có cả số hotline ở đây, anh em có thể gọi điện trực tiếp cho chúng tôi để chúng tôi có thể xử lý những yêu cầu nhanh nhất cho anh em ạ. Rồi anh em thấy mẫu đồng hồ GM2100 này thế nào? Rồi hãy để lại bình luận dưới phần mô tả anh em nhé. Rồi anh em xem video nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ Giấc Vắt của chúng tôi, cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Còn bây giờ thì tôi xin kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.